Tôi là Do và tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi về bản quyền. Quy trình kháng nghị qua Content ID diễn ra như thế nào? Nếu nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID và bạn cho là không chính xác, thì bước đầu tiên là kháng nghị thông báo. Một số lý do hợp lệ để kháng nghị thông báo gồm có: bạn có quyền hoặc giấy phép sử dụng nội dung được xác nhận quyền sở hữu. Bạn cho rằng nội dung là trường hợp sử dụng hợp lý, hoặc video là nội dung gốc của bạn. Sau khi bạn kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, người xác nhận quyền sở hữu sẽ được thông báo và họ có 30 ngày để phản hồi. Họ có thể chọn hủy thông báo, giữ nguyên thông báo, không làm gì cả và để thông báo hết hạn, hoặc gỡ bỏ video của bạn bằng yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Nếu bạn đang kiếm tiền từ video, nhận thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID và kháng nghị thông báo, thì chúng tôi thường sẽ tạm giữ doanh thu từ video và thanh toán cho bên thích hợp sau khi kháng nghị được giải quyết. Nếu kháng nghị của bạn bị từ chối và bạn cho rằng chủ sở hữu bản quyền giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID do nhầm lẫn, thì bước tiếp theo là khiếu nại quyết định của họ. Sau khi khiếu nại, chủ sở hữu bản quyền sẽ có những lựa chọn sau: hủy thông báo, để thông báo hết hạn, hoặc nếu cho rằng thông báo của họ hợp lệ thì họ bắt buộc sẽ phải yêu cầu xóa bỏ video của bạn ngay lập tức hoặc trong thời hạn bằng yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Nếu họ yêu cầu gỡ bỏ video thì kênh của bạn sẽ phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền. Nếu sau các bước trên bạn vẫn cho rằng bạn có quyền sử dụng nội dung, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối. Thông báo phản đối là yêu cầu pháp lý để YouTube khôi phục video đã bị xóa do cáo buộc vi phạm bản quyền. Bạn có thể gửi thông báo phản đối khi video mà bạn tải lên bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai nội dung. Nếu thông báo đầy đủ và hợp lệ, YouTube sẽ chuyển tiếp thông báo đó đến người xác nhận quyền sở hữu. Sau đó họ có 10 ngày làm việc để cung cấp cho chúng tôi bằng chứng cho thấy họ đã bắt đầu gửi đơn kiện để duy trì việc gỡ bỏ nội dung. Khoảng thời gian này là yêu cầu của luật bản quyền. Vì vậy mong bạn hãy kiên nhẫn. Nếu người xác nhận quyền sở hữu quyết định không gửi đơn kiện trong vòng 10 ngày làm việc, thì video của bạn sẽ được khôi phục. Tóm tắt quy trình kháng nghị như sau. Đầu tiên, bạn nhận thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID. Sau đó bạn có thể kháng nghị thông báo đó. Nếu họ giữ thông báo thì bạn có thể khiếu nại. Sau đó chủ sở hữu bản quyền có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Nếu bạn cho rằng mình có các quyền hợp lý, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối. Việc này sẽ bắt buộc chủ sở hữu bản quyền phải gửi đơn kiện để duy trì việc gỡ bỏ nội dung. Hãy xem thêm trong trung tâm trợ giúp theo liên kết ở phần mô tả và các video khác trong loạt video về bản quyền theo đường dẫn liên kết ở đây. Cảm ơn bạn. Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.msite.